Rồi, xin chào mấy anh em ha. Thì mấy anh em giới thiệu cái mẫu đứa con bên em cho anh em tham khảo nha nè. Thì cái mẫu này là mẫu xịn bên em nha nè. Thì em cũng mới làm xong ha, khách dặn anh nè. Thì cái mẫu này là mẫu ó nè. Thì thép này thép 2.8 nha nè, 2.8 ha, mẫu đu liền nha nè. Thì lưỡi câu bên em thì em làm tay làm nhà làm theo khuôn chuẩn lắm nha nè. Làm chuẩn lắm. Thì nhưng mà những cái lỗi nhỏ hay là ấy là em bỏ, vì cái lưỡi câu thì nó quan trọng lắm nha nè, mũi ngạnh ha. Thì bên em lưỡi câu á, cái dòng mẫu đuôi liền này á, thì mũi ngạnh là em làm bên em làm kỹ cực kỳ nha anh em, nó không có lỗi đâu nha anh em. Thì khi mà mấy mẫu này về á, anh em xé bọc ra là anh em ưng ý liền à. Thì từ thép, đặc biệt thép ha, thép chế rồi làm á, thì bên em làm theo khuôn chuẩn lắm. Thì cái mẫu này là cái mẫu ó nha anh em. Thì mẫu ó thì nó cũng có hai dòng nha anh em, là nồng điện và nồng cỏ, đầy đủ hết trơn nha anh em, nồng điện nồng cỏ. Thì thép thì em bẻ là ba loại thép, thì em muốn giới thiệu cho anh em là nhiều lần ha. Thì như là thép 2.2, 2.4, 2.8 thì cộng 2.2, 2.4 á, mình kéo cá 2kg đổ lại, còn cộng 2.8 này thì mình kéo cá 2kg trở lên. Thì cộng 2.2 á thì em bẻ là dài từ 50-55 nha anh em, còn cộng 2.8 á là dài 2.8 với 2.4 thì dài 60-65, có đó là khuôn bên em. Còn mà như anh em đặt thép và chiều dài á, thì em làm cho anh em được nha anh em, thì làm theo khuôn bên em ha. Thì anh em gửi mẫu thì anh em thông cảm nha anh em, thì khi em gửi anh em gửi mẫu á thì em không có test nó biết là sao. Còn cái khuôn bên em thì em bán từ đến tới giờ là chuẩn cực kỳ nha, cá táp là anh em yên tâm ha, lụm nha anh em. Thì mẫu này mẫu ó ha, mẫu này mẫu rùa nha anh em, hai mẫu ha. Thì thép nè, thép này thép 2.2 với 2.8 này, nhìn thì nó chênh lệch nhau ha anh em. Còn cộng 2.4 thì nó cũng như 2.2, hơi lớn hơn chút đỉnh vậy thôi, nó không có nhiều nghe nè, chút đỉnh hả. Thì cộng 2.2, 2.4 thì nó mình kéo cả 2kg đô lại, là chung một loại thép màu nghe nè, thép xịn luôn nha, thép này là siêu cứng luôn. Thì mẫu này mẫu ó nghe nè, mẫu ó mẫu rùa ha, anh em cần mẫu nào thì alo em nghe nè, mẫu ó mẫu rùa ha, mẫu này mẫu rùa nè, mẫu này ó thì cái mũi nó hơi cúp hơn. Còn cái mẫu này là cái mẫu số 7 nè. Cái mẫu này thì anh em mà nhấp mà câu cá gừng anh em thích lắm, cái mẫu này cá cắn là sốc liền luôn ha. Thì nồng điện bên em anh em xài thích lắm nha nè. Thì xài anh em yên tâm là nó không có trường hợp mà nó để chạy tới chạy lui là cũng thép trong nha. Cái này em xe kỹ lắm, dẻo cực kỳ luôn nha anh em, cá cắn là bực sốc vô trong liền ha. Mũi ngạnh thì khỏi, anh em yên tâm ha. Mẫu này là anh em mình câu cá gừng này đặt em nhiều nhất nè, mẫu này thích lắm lắm nha nè. Để câu bên em nhìn uống nhận cao cấp ha. Cộng 2.2 hiện tại em đang bán giá là 200 nha anh em, còn cộng 2.4, 2.8 thì bán giá 250 nha anh em. Anh em cần mẫu nào thì alo em ha. Mẫu này là cái mẫu mẫu mày ốc nè anh em, mày ốc ha, cái mẫu mày ốc alo em nha anh em. Thì bên em tới mười mấy mẫu lần, khi mà em quay clip thì em quay giới thiệu sơ lược một số mẫu thôi nha anh em. Còn mà anh em thích mẫu nào thì chụp màn hình lại, hoặc là anh em điện em sẽ gửi mẫu bên Zalo cho anh em, hoặc là như anh em không điện thì mình có thể qua bên Shopee, Lazada, TikTok thì bên em đều có đăng bán bên đó nha anh em. Thì lưỡi câu thì bên em có hai loại, là một loại đuôi liền và loại đuôi ghép nha. Loại đuôi liền này thì nó cao cấp mắc hơn nha anh em, vì cái đuôi mày phan nó nông ra nó lâu lắm, còn cái mẫu đuôi ghép thì làm nó đỡ tốn thời gian nên để giá thành cho anh em nó rẻ hơn, thì rẻ hơn chút đỉnh nha anh em. Thì cũng là bẻ chung một loại thép nha. Còn cái mẫu này là mẫu số 3 nè anh em. Mấy lưỡi câu này anh em về cưng lắm nha anh em, cưng lắm. Anh em nào mà nhà máy mà nó bị đứt cái nhợ rồi mất cái lưỡi là đứt lắm, cưng lắm, cho anh em luyện uổng lắm nha nè. Mẫu đã lắm, mẫu này làm cái lưỡi là biết bao lâu, lâu lắm nha anh em, chứ không phải là làm nhanh cái lưỡi là lưỡi câu lông làm nhanh đâu, ngày bé không có nhiều lưỡi chứ. Mài giũa phan lỗ đánh bóng lâu lắm, làm thường khuôn canh chuẩn từ ly từ tí nha, thước tất đầy đủ cho nghe anh em, chứ không có phải là muốn bẻ sau bẻ đâu nghe anh em. Có cộng 2.2 là có cái kích thước riêng nghe anh em, cộng 2.4 được kích thước riêng ha. Thì chung một loại dòng một thôi, nhưng mà nó chia ra thì nó có nồng điện nồng cỏ. Cái nồng điện này thì làm mất thời gian hơn cái nồng cỏ nhiều lắm nè, bởi vì xe cái này nè, xe nông cái này ra nó lâu lắm, lâu lắm nghe anh em, nó khích chắc vậy nè, dẻo nha, dẻo lắm, chứ không phải là làm riêng một con thép một cứng là nó ưa chạy tới chạy lui lắm. Cái này mình xe nó khác nha anh em, xe nó khác ha. Thì anh em cần mẫu này thì alo em nghe anh em.
Thì một lần nữa em cảm ơn mấy anh em lâu nay ủng hộ em nha, em chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe. Anh em nào có thương thì mình ủng hộ kênh nha, bấm đăng ký kênh, bấm nhấn chuông á, khi em đăng lên những mẫu mới thì anh em nhau chia sẻ nha anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em sau nha anh em.